Xin chào mừng mọi người, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyên Review. Kênh YouTube mà xàm lìn nhiều nhất trên YouTube luôn. Mặc dù là không phải là kênh để xàm lìn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà mình dùng trong liên tục trong vòng cả tháng này. Và chưa bao giờ mình có một trải nghiệm tốt đến như vậy. Nhất là về những cái sản phẩm về chuyên mục này. Giới thiệu với mọi người: kem dưỡng ẩm, serum dưỡng ẩm của Fit Skincare Moisturizing Ultra Serum. Thì đây là một lọ kem dưỡng ẩm, một lọ serum dưỡng ẩm thì chính xác hơn. Và mình sẽ nói về công dụng của nó sau khi mình giới thiệu với các bạn về bao bì của nó. Như mọi khi thì bao bì của Fit Skincare vẫn đang duy trì ở cái dòng sản phẩm này. Và mình nhận được nhé, là cái sản phẩm mình nhận được nhé, vẫn là những cái mà chất liệu như vậy. Vì như thì mình xin phép nhận xét rằng là mình vẫn giữ nguyên quan điểm rằng là cái chất lượng bìa này rất là op ẹp và rẻ tiền, và ai làm được thì nó sẽ không phải là một cái gì đấy gọi là quá sang, quá chảnh, quá cao cấp. Tuy nhiên thì cái việc cao cấp của nó ở đâu thì mình sẽ nói sau. Đầu tiên thì ngoại hình của Fit Skincare luôn có một điểm chung, đấy là luôn có logo trên nắp. Cái ở dưới đáy sẽ là mã vạch, trước mặt trước sẽ là logo Fit và tên cái sản phẩm đó. Ở mặt phía bên trái chúng ta sẽ có những cái bảng thành phần chẳng hạn đó, và mặt đằng sau lưng sẽ có cái mô tả gọi là khái quát, mô tả chi tiết về cái sản phẩm cũng như là cách sử dụng, công dụng của nó. Ở phía bên phải của hộp sản phẩm thì luôn luôn là khoảng trống để dán tem phụ của sản phẩm lên. Và nếu các bạn chưa biết thì đây là sản phẩm được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, nên là hoàn toàn nghĩa là yên tâm về mặt chất lượng sản phẩm vì đã được đem đi đăng ký rồi đó. Và như ở đây các bạn thấy sẽ có tem chống hàng giả đó, ở hai đầu sản phẩm. Và mở ra đó, ở đây sẽ có cái màu xanh như vậy đó. Thì các bạn yên tâm nha, màu xanh như thế này hay màu xanh như thế này đều là sản phẩm chính hãng của Fit Skincare. Chỉ chả qua là cái hộp này họ gửi cho mình không có tem, mà có thể là bản cũ hơn một chút đó, không sao. Và đây sản phẩm của chúng ta đây, nó một cái chai cũng là chai hút chân không thì phải, à không phải, à đúng rồi, nó hút chân không. Thì ở đây là chai có dung tích 30ml đó, và là có nhãn dán. Thì nhãn dán thì mình sẽ không nói nhiều, bởi vì là như tất cả sản phẩm khác của Fit Skincare nó sẽ là giống gần na ná như cái thông tin ở trên vỏ bì bên ngoài, bao gồm mặt trước cũng y xì, mặt sau thì là cái phần mà mô tả sản phẩm, không có phần thành phần đó. Thì mô tả đây sẽ rút ngắn đi một tí để cho phù hợp với bao bì. Đấy, ở bên dưới thì không có gì, nắp trên cũng không có. Và sản phẩm chúng ta đây, thì đây cái sản phẩm này là sản phẩm đồ ấm bình thường, không có nước khóa gì cả, thế nên là các bạn chú ý khi mà sử dụng sản phẩm nhé. Thì đây, bình thường ra thì mình sẽ sử dụng sản phẩm như thế này, mình sẽ dùng xong rồi mình nói bao hoa các bạn. Đó, chỉ khoảng một ấn rưỡi thôi. Và chất sản phẩm sẽ là màu trắng đặc như thế này, chỉ một ấn rưỡi thôi, xoa ra tay. Và đấy là mình đã sử dụng xong cái sản phẩm này. Thì mình sử dụng sản phẩm này trong vòng một tháng, cùng thời điểm với việc mình sử dụng cái một cái sản phẩm mà sắp tới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là sản phẩm 18213 Balm này đó. Thì hai cái việc đấy tương tác với nhau nó rất là ngon lành, không khiến mình lên mụn đấy, rửa mặt sạch sẽ xong rồi sử dụng cái sản phẩm này lên không khiến mình lên mụn. Và cái dưỡng ẩm này nó rất là nhẹ và nó dưỡng ẩm cực kỳ tuyệt vời, nó giúp da mịn hơn. Tất nhiên rằng là nó không kiểu để cho kiểu chị em phụ nữ hay kỳ vọng vào việc da nó căng rồi xe khít lỗ chân lông rồi ngoài việc mịn màng ra thì ok đấy là việc của chị em phụ nữ. Nhưng với da của chúng ta, cái việc lỗ chân lông
như thế nào ấy. Thực sự ra mà nói, những người đàn ông đích thực ấy, thì thường người ta không quan tâm tới từng cái lỗ chân lông đâu, người ta chỉ quan tâm đến da thô ráp hay nó mịn thôi. Thì cái sản phẩm này nó giúp da mình mịn hơn bao giờ hết, và nó dỗ hỗ trợ cái làn da của mình đó. Các bạn có thể nhìn kết quả sau một tháng sử dụng đây, so sánh với tháng 11 luôn đó. Tức là lúc nào, tức là gần như mọi ngày, tức là ví dụ ngày bận quá không rửa mặt mà mình đi ngủ sáng sau rửa mặt thì mình sẽ không dùng nó, nhưng mà nếu cứ thường như mọi ngày mình sẽ sử dụng nó trước khi đi ngủ một lần, trước khi đi ngủ, và nó giúp da mình nó mịn, nó thẩm thấu rất là nhanh, thẩm thấu nhanh cực kỳ và thoải mái lắm. Ngay cả khi mà mình đưa cho bạn gái mình sử dụng, bạn gái mình cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì có một cái loại serum, một loại kem dưỡng da nó thẩm thấu nhanh như vậy đó, rất là thích đúng không? Rất là sung sướng, cực kỳ sung sướng. Nhưng phải có một lưu ý với các bạn rằng là thực ra thì mình nhận cái sản phẩm này từ rất là lâu rồi, nhưng mà bởi vì lúc đấy mình còn đang nuôi dâu, mình đang sử dụng cái minoxidil này, thì nên là khi mà mình bôi bôi nó lên cùng với minoxidil thì nó gây mụn. Nhấn mạnh với các bạn là nó gây mụn, và chính vì nó gây mụn thế nên là mình có một cái lưu ý với các bạn rằng là phải có thử nghiệm cái sản phẩm này trước, với một nếu các bạn sử dụng các sản thêm các sản phẩm khác nữa thì phải có sự thử nghiệm trước nó đó. Sản phẩm này sẽ không gây kích ứng lên, ít nhất là với cái làn da dầu của mình đó, nó không gây mụn, không gây kích ứng. Nhưng mà trước hết thì các bạn, bởi vì mình biết là khi các bạn chăm sóc da thì ngoài nó thì còn còn cái sản phẩm nữa khác ấy. Với cái con dưỡng dâu thì nó không có liên quan gì, nó không gây bít tắc lỗ chân lông, mà nó vẫn dưỡng ẩm như bình thường. Tuy nhiên thì với những cái sản minoxidil thì lại gây là da kích ứng và nó gây ra mụn ở trên da. Chính vì đó mình phải lưu ý các bạn việc các bạn sử dụng cái sản phẩm Fit Skincare này như thế nào. Và đó là những gì mà mình phải nói với các bạn rằng là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời nếu mà để mình so sánh với những sản phẩm mình dùng. Ngay cả đơn giản không phải là một cái sản phẩm dưỡng da, nhưng mà nó cũng là một cái sản phẩm kiểu moisture, nhưng mà nó cũng là sản phẩm dưỡng da. Đấy là một cái Aftershave Balm của Dolce & Gabbana. Đấy là Intenso này. Nó thậm chí là cứ khiến mình mụn. Hay là ví dụ như là sản phẩm dưỡng da của Bulldog. Cái sản phẩm này thực sự mà nói so với sản phẩm của Bulldog thì đúng kiểu tiền nào của nấy thì nó chuyện làm chó gì, nhưng mà với cái trải nghiệm mình đã từng có như vậy thì nó thực sự rất là tuyệt vời. Thực sự rất là tuyệt vời. Mình không nghĩ là dưỡng ẩm sẽ có những cái thứ thẩm thấu nhanh đến như vậy. Và mình khẳng định với các bạn luôn, mình sẽ cực kỳ đề xuất các bạn, những ai quan tâm chăm sóc tới làn da, sử dụng sản phẩm Fit Skincare Moisturizing Ultra Serum này. Mua nó, chắc chắn các bạn sẽ không tốn tiền, không cảm thấy tốn tiền khi mua cái sản phẩm này. Đó là những gì mình có thể review cho các bạn về cái sản phẩm Moisturizing của Fit Skincare. Và vậy thôi, như mọi khi, hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối mỗi ngày trên kênh YouTube Nguyên Review. Cũng như chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đẹp trai. Xin hết và hẹn gặp lại.